Những năm gần đây, chúng ta không còn xa lạ gì với các chiêu trò xuyên tạc, nói xấu chế độ, nói xấu các đồng chí lãnh đạo và các cơ quan trong bộ máy nhà nước. Trên các trang mạng phản động như Việt Tân, Chân Trời Mới Media, Tiếng Dân News, Quyên Giúp BS đã đăng tải, chia sẻ rất nhiều thông tin, bài viết liên quan đến công tác nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quốc hội. Trong đó, họ đưa ra những dự đoán, bình luận, suy diễn, xuyên tạc, thậm chí cả những thuyết âm mưu rất ly kỳ, gay cấn. Đặc biệt trong đó có một bài viết ngày 24 tháng 6 năm 2024 của Lê Huyền Ái Mỹ với nhan đề Thời của Mặt trận. Một giọng điệu nghe rất mỉa mai, bỉ ổi, coi thường để nhằm kích động, chia rẽ nội bộ, gây hoang mang dư luận, tạo sự hoài nghi, làm giảm sút niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và hệ thống chính trị Việt Nam. Mở đầu Ái Mỹ viết, ngoài kia, nguyên chủ tịch Mặt trận trở thành một trong tứ trụ. Và khi một đương chủ tịch được bổ sung vào bộ chính trị thì nghe đâu cũng rộng cửa về thủ đô. Như thể cứ từ khối đại đoàn kết dân tộc mà lành, mà phát. Như chúng ta biết, tháng 5 vừa qua, Ban chấp hành Trung ương Đảng Thống nhất cao giới thiệu đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Sở dĩ có những luận điệu này là do trước đây ông Trần Thanh Mẫn từng là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chúng lợi dụng thời cơ có nhiều thay đổi trong công tác nhân sự của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để phủ nhận vai trò của mặt trận và đoàn thể trong hệ thống chính trị một cách trắng trợn. Hiến pháp năm 2013 xác định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Hiến pháp năm 2013 quy định rõ hơn vai trò của Mặt trận Tổ quốc, đó là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. So với Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 2013 có những quy định mới như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân. Như vậy, Hiến pháp lần này khẳng định rõ vai trò của Mặt trận Tổ quốc bởi vì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị. Cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân là Mặt trận Tổ quốc, trong đó đã bao hàm cả các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc. Mặt trận Tổ quốc là cơ quan đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Như vậy, Hiến pháp xác định rõ hơn vai trò của Mặt trận Tổ quốc vừa là cơ quan đại diện, vừa là cơ quan bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.